Thép bọc bê tông cốt thép cho phép chịu lực tốt hơn dầm thông thường, thi công chìm sàn, giảm thiểu 50% chiều cao của dầm, bề mặt của trần phẳng lại tăng tính thẩm mỹ. Thay vì dàn giáo phức tạp thì công nghệ xây dựng mới bên mình đã sử dụng những cốt pha chết để tối ưu về chi phí, nhân lực, tăng tính an toàn cho công nhân xây dựng và đặc biệt là giảm thiểu rác thải ra môi trường. Kính chào tất cả quý vị và các bạn, thì chúng tôi đang có mặt ở nhà xưởng để sản xuất các cái cấu kiện cột dầm sàn cho cái giải pháp liên hợp thép bọc bê tông cốt thép của chúng tôi trước khi mà mang ra công trường để tiến hành lắp dựng. Ở đây chúng tôi sử dụng các cái hộp kẽm dày 1 ly để thay cho cốt pha thép cường độ cao là thép CBV 500 để làm cốt thép chủ và hàn, tạo thành hệ liên hợp không gian. Sau đó thì là mang đến công trường để lắp dựng và đổ bê tông một lần. Cột dầm sàn thì với cái tiến độ chúng tôi dự kiến là khoảng 4-5 ngày cho một tầng thì bơm bê tông một lần là xong. Sau khi đổ bê tông xong thì là nhà bê tông cốt thép toàn khối, kiên cố và chắc chắn, rất là tối ưu về thời gian và tối ưu về con người.